Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng đến với nội dung liên quan đến công nghiệp sáng tạo. Liên quan đến chủ đề này thì trên thế giới hiện nay đang có rất nhiều địa phương, rất nhiều vùng chuyên biệt, nổi tiếng về một lĩnh vực nào đó liên quan đến sáng tạo, như là thung lũng Silicon của Hoa Kỳ liên quan đến công nghệ, hoặc là trung tâm thời trang ở Milan, ở Paris, hoặc là kinh đô điện ảnh Hollywood. Sự phân vùng chuyên biệt liên quan đến một lĩnh vực tạo điều kiện để phát triển cũng như là hỗ trợ một môi trường năng động, đặc biệt dành cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Ở Việt Nam thì công nghiệp sáng tạo cũng là nền công nghiệp còn khá non trẻ. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những câu chuyện liên quan đến lĩnh vực thiết kế trong nền công nghiệp sáng tạo qua những câu chuyện của một số bạn trẻ đang khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Mời quý vị cùng theo dõi qua phần ghi nhận của biên tập viên Nguyên Thảo. Sáng tạo, chìa khóa của sự đổi mới. Cùng với thách thức của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, sáng tạo trở thành một phương tiện mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Các trung tâm sáng tạo lớn trên thế giới có thể kể đến như thung lũng Silicon với Apple, Facebook, Microsoft, Milan hay Paris với ngành công nghiệp thời trang phát triển, London với âm nhạc và nghệ thuật, Hollywood với nền công nghiệp điện ảnh vững mạnh. Bên cạnh đó là một số ngôi sao châu Á mới nổi như Singapore, Tokyo, Seoul hay Hồng Kông. Có thể thấy, sự hình thành phân vùng các ngành công nghiệp sáng tạo, mạng lưới các thành phố sáng tạo đã thúc đẩy tập trung hóa phân công lao động, hỗ trợ việc tiếp cận được với nguồn tri thức văn hóa, sáng tạo đầy tiềm năng và là môi trường lý tưởng cho những người trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Vai trò của ngành này tại Anh rất lớn và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong vòng 5 năm tới, ở mức 10% mỗi năm. Giá trị về kinh tế của ngành cực kỳ quan trọng, không chỉ riêng London, khu vực đứng đầu về công nghệ, mà ở các vùng khác khắp nước Anh, trong đó có Liverpool, ngành công nghiệp này đều đóng vai trò chủ chốt. Tôi đã làm việc tại Bantic Creative tại Liverpool. Công ty được thành lập 5 năm trước đó. Từ đó, chúng tôi mở rộng doanh nghiệp ra vùng Bantic Triangle. Với khu vực kinh tế chưa hoạt động hiệu quả như Liverpool, sự sáng tạo mang một ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển. Điều này mang lại những công việc tốt, sự tăng trưởng, nguồn thu nhập cũng như cải thiện đời sống cho người dân sinh sống và làm việc nơi đây. Là một quốc gia có thị trường rộng lớn, hơn 90 triệu người, nền văn hóa phong phú, dân số trẻ yêu thích kinh doanh và công nghệ thông tin đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển nền kinh tế sáng tạo. Vài năm trở lại đây, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Gần đây nhất, Việt Nam đã được CNN của Mỹ bình chọn là một trong 10 quốc gia có môi trường khởi nghiệp lý tưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Vậy với lĩnh vực thiết kế sáng tạo, Việt Nam đã tìm đúng vị trí của mình hay chưa? Trong một dịp tình cờ, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với một số người bạn đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ về môi trường khởi nghiệp thiết kế sáng tạo tại Việt Nam. Về cái môi trường thì tôi có thể khẳng định là hiện nay ở Việt Nam thì nó đảm bảo cái yếu tố để cho các nhà thiết kế phát triển tự do sáng tạo và mang tất cả những cái khả năng của mình để phục vụ cho cái công việc. Bởi vì như các bạn thấy là trên thị trường thì không chỉ là các công ty của tại Việt Nam mà có rất nhiều những công ty ở nước ngoài, họ sử dụng những nguồn nhân lực sẵn có tại địa phương, tại cái nơi mà cái công ty đó đóng, đặc biệt là với một cái xã hội mà phát triển về internet hay là các mạng xã hội. Thế sản phẩm của các bạn thiết kế ra nó không chỉ nằm ở trên thị trường Việt Nam mà nó đi đến toàn thế giới, nó rất là nhanh, nên chính vì thế cơ hội nó rất là tốt. Những khó khăn thách thức hiện nay thì đó là đa phần những người làm trong cái ngành công nghiệp sáng tạo này khi mà họ bắt đầu khởi nghiệp thì họ thiếu những cái kiến thức về khởi nghiệp. Đó là một trong những cái vấn đề lớn nhất mà nếu các nhà thiết kế, những người làm trong ngành công nghiệp sáng tạo chịu khó học hỏi phát triển trong cái lĩnh vực khởi nghiệp về business thì đương nhiên là họ cũng có thể xây dựng một cái mô hình kinh doanh theo cái cách mà họ muốn. Không sôi nổi như cộng đồng khởi nghiệp công nghệ, nhưng trong thời gian gần đây thì cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo cũng đang dần định hình và góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng nền kinh tế sáng tạo Việt Nam. Tài năng, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, đó là những từ có thể dùng để miêu tả những con người trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực này. Và hôm nay, Nguyên Thảo xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ họ cũng như lắng nghe những câu chuyện khởi nghiệp đầy thú vị. Chúng tôi tìm đến một căn biệt thự xinh xắn nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Đây là không gian làm việc của Red Cat Motion, một nhóm khởi nghiệp trẻ trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo với sản phẩm là những video marketing. Nắm được xu thế thị trường về video marketing sẽ phát triển mạnh trong tương lai. Đội hình sáng lập gồm các thành viên Trần Đại Dương, Đinh Kiều Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Huy đã cùng nhau thành lập Red Cat Motion với mong muốn phát triển một công ty truyền thông thị giác tại Việt Nam.
Red Cat Motion lựa chọn cái hướng đi truyền thông thị giác bởi vì là đội ngũ của Red Cat Motion là tất cả những cái artist, những người nghệ sĩ hình ảnh và nghệ sĩ truyền động. Thì khi mà bước vào cái không gian truyền thông thì chúng tôi nhận thấy được cái ứng dụng của những cái hình ảnh này đi vào trong cái mô hình truyền thông hiện có. Hiện tại sản phẩm chính của Red Cat Motion là những video animation, một trong những trào lưu mới và thú vị, đặc biệt đối với những hoạt động truyền thông và marketing trong thời đại số. Video animation là những hình ảnh được làm chuyển động nhằm diễn tả một thông điệp, một dịch vụ hoặc là một sản phẩm. Red Cat Motion chọn video animation làm lĩnh vực để phát triển bởi vì đối với animation thì mình có thể tự do thỏa thích sáng tạo. Ngoài ra thì đây cũng là một lĩnh vực mới và đầy thử thách ở thị trường Việt Nam. Được xem là một trong những nhóm khởi nghiệp đi tiên phong về làm video animation tại Việt Nam, thời gian đầu Red Cat Motion cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng. Ở thị trường Việt Nam thì hầu như khách hàng họ đều nghĩ đến việc là khi nhắc đến animation đó, họ đều nghĩ là animation chỉ dành cho con nít. Thì team Red Cat Motion cũng gặp một số khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng làm animation. Quy trình để ra một cái video animation như vậy thì mình cần trải qua rất nhiều bước, thì trong đó có khâu bước quan trọng nhất là bước ý tưởng. Thì mình bước ý tưởng ở đây là mình có thể lấy được cảm hứng từ những cái câu chuyện ở ngoài đời thực tế hoặc là những cái câu chuyện mình quan sát ở trên mạng. Thì sau khi mà đã có ý tưởng xong á thì mình sẽ cùng một cái quy trình làm việc của Red Cat Motion là mình có thiết kế hình họa cho tác phẩm phong phú, ví dụ như là cái hình họa đó mình như thế nào, minh họa như thế nào để khách hàng hình dung ra. Cái thứ hai là bắt đầu mình lên được storyboard mặt câu chuyện và bắt đầu là mình làm diễn hoạt cho nó sinh động hơn, và cùng với việc đó là mình có thêm những âm thanh composer, nhà sáng tác nhạc để cho các cái câu chuyện video nó sinh động hơn. Dựa vào kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm, Red Cat Motion đảm nhiệm cả ba khâu quan trọng nhất của quá trình là xây dựng chiến lược, sản xuất và thực hiện tiếp thị trực tuyến cho khách hàng. Với đội ngũ trẻ luôn tích cực tìm tòi, học hỏi, nắm bắt công nghệ và đặc biệt là luôn có những ý tưởng sáng tạo, độc đáo, phù hợp với thị hiếu. Tính đến hiện tại, công ty đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như Honda, Kichikichi, Sony, v.v. và nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Một video animation thành công thì cần đảm bảo các yếu tố là bao gồm là thứ nhất về ý tưởng, kịch bản. Ngoài ra thì sáng tạo vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Ngoài ra bao gồm cả định hướng hình ảnh, kỹ thuật vẽ, kỹ thuật làm chuyển động và âm thanh, nhạc. Với mong muốn phát triển cộng đồng animator, Red Cat Motion đã cùng phối hợp với các đơn vị xây dựng nhiều sân chơi cho các bạn trẻ cùng đam mê, khuyến khích các animator ở Việt Nam thử sức và có một cái nhìn đúng hơn về lĩnh vực này. Một fanpage về animation Việt Nam cũng đã được các bạn tạo nên để những người yêu thích về animation có thể thảo luận, chia sẻ. Bên cạnh đó, các thành viên còn thường xuyên thực hiện những video hướng dẫn về animation để những bạn thực sự mong muốn tìm hiểu về nghề có thể học tập, qua đó giúp phát triển cộng đồng animation Việt Nam. Nếu mà nói về khó khăn trong thiết kế thì cái khó khăn nhất đó chính là cái vấn đề về kiến thức, có nghĩa là về kiến thức và cái chia sẻ ở đây là ở Việt Nam mình nó không được như nước ngoài. Sách vở hay là chương trình giảng dạy ở Việt Nam mình nó còn hạn chế, đa số là các bạn đều phải là tự học hết. Thì cái việc mà thiết kế sáng tạo như vậy đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều, các bạn có đam mê. Thì khi mà mình đã có một cái đam mê như vậy để mà có thể làm được công việc về thiết kế sáng tạo, tức là mình có bỏ có đội ngũ nhân sự tốt để mọi người làm việc được với nhau, có một cái quy trình hẳn ho để ra một cái sản phẩm. Thì khi mà chúng mình làm tốt á thì tất nhiên khách hàng nó sẽ tìm đến mình và cơ hội nó sẽ đến với mình. Thì đó là những cái mà khó khăn mình cần phải giải quyết ngay từ đầu. Hiện tại Red Cat Motion đang tạo điều kiện cho các bạn yêu thích lĩnh vực này được đào tạo tại công ty, qua đó nhằm phát triển thêm đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp cho nhóm. Ngoài ra, Red Cat Motion đang tập trung mở rộng các dịch vụ làm video marketing đến đối tượng khách hàng tiềm năng, mà chủ yếu là các doanh nghiệp ở mọi quy mô của Việt Nam, với hy vọng sẽ mang lại niềm tin cho khách hàng vào các sản phẩm video marketing do chính người Việt Nam sản xuất, cũng như tiềm năng của video marketing trên thị trường mà Red Cat Motion đang khao khát mở rộng. Định hướng phát triển trong tương lai của Red Cat Motion là mình muốn làm tốt hơn những gì mình đang làm, và Red Cat Motion cũng chia sẻ là muốn thực hiện những cái sản phẩm như một phim hoạt hình mang đậm chất Việt Nam, cũng như muốn thế giới đặc biệt đến lĩnh vực animation ở Việt Nam nhiều hơn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại trên website fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa.